Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ đến kiểm tra cho một vị khách. Thì anh ấy có gọi cho mình là cái máy lọc nước nhà anh đấy, máy chạy suốt không ngắt. Đó, thì anh ấy để ý là từ hôm qua đến hôm nay là máy nó cứ chạy suốt và nó không ngắt được. Đây mình đến kiểm tra thì máy vẫn đang chạy, nước thải đấy. Anh ấy đấu lại nước thải lên trên này, này nước thải vẫn chảy đây. Mình sẽ kiểm tra xem cái vòi này nước như thế nào nhé. Ồ, nước thì rất là mạnh đúng không ạ? Nước mở ra vẫn mạnh, thì có nghĩa là bình áp vẫn có thể đẩy lên được. Đó, bình áp được có vấn đề gì rồi này. Mình sẽ kiểm tra bên dưới xem sao nhé. Đó, ok, thì mình vừa mới bật cái đèn lên, các bạn có nhìn thấy không ạ? Ồ, cái máy này là máy Kangaroo, cũng khá là cũ rồi. Nó bị dỉ hết rồi này, men dỉ hết rồi này. Chắc là cũng có sửa chữa rồi này. Đấu nối lại rồi. Đó. À, bình này rất là nặng này, thì có nghĩa là nước nó vẫn chứa được vào bình này. Đó. Tuy nhiên là không ngắt được. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cái máy nhá, cái nguyên lý của máy này. Đấy, thì nước bình thường nó sẽ qua lõi số 1 sang lõi số 2 sang lõi số 3. Đấy, đẩy qua bơm và qua màng. Đấy, qua màng thì ra đường nước sạch và đường nước thải. Bình thường thì máy sẽ chạy 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là nó sẽ ngắt cho cái bình này. Bình này 10 lít nó sẽ đầy, máy lọc nước này máy 10 lít trên giờ mà, thì tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là nó ngắt. Tuy nhiên là bây giờ nó chạy suốt không ngắt. Đấy, hiện tại nó vẫn đang chạy này. Nó vẫn kêu này. Đấy, thì có một số nguyên nhân. Thứ nhất là lõi 1 2 3 nó bị tắc. Thì lõi tắc nước sẽ không qua được lõi. Vâng, không qua được lõi thì nó sẽ không cấp đủ nước lên màng và không ra nước sạch được. Đấy, cái tiếp theo là màng tắc. Màng RO này dùng lâu quá rồi thì sẽ bị tắc. Cái này khá là cũ rồi này. Lâu rồi thì nó sẽ bị tắc. Đấy, thì mình phải thay màng nhé. Và cái nữa là có thể lõi mà không tắc, tuy nhiên là chạy lâu thì bơm hỏng nhé. Bơm này, nó đẩy yếu rồi. Bình thường nó phải chạy đẩy được khoảng 4kg trên cm vuông cơ. Áp lực của nó thì nó mới đẩy qua được cái màng lọc. Và nó ra được lượng nước đủ để 10 lít trên 1 giờ nhé, thì nó ngắt được. Đấy, hoặc là cái nguồn này cũng có thể yếu này. Cái nguồn này thì đây là nguồn 24V một chiều đúng không ạ? Đấy, thì cái nguồn 24V bên trong nó có chỉnh lưu và có tụ điện để nâng dòng lên thành 1,2A. Tuy nhiên là nếu mà cái tụ điện nó bị hỏng, nó bị cháy, nó bị nổ thì ra dẫn tới cái hiện tượng là cái nguồn nó yếu. Nguồn yếu ở đây cũng không có nghĩa là điện nó không ra được, điện nó vẫn ra nhá, nó vẫn chạy này. Tuy nhiên là áp dòng điện ấy không đủ 1,2A mà nó chỉ 1A hoặc là dưới 1A thôi. Dòng điện áp thì vẫn ra 24V, tuy nhiên là dòng điện lại yếu, lại không ra được. Không ra được đủ cái điện, cường độ dòng điện ấy, làm cho cái bơm này chạy nó không đủ tải. Đó. Thì làm cho là nước máy nó sẽ chạy ngắt. Đấy, thì nó có khá là nhiều nguyên nhân như thế. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra luôn là cái lõi này đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái lõi này, cái cốc đầu tiên thì là cái cốc, những cái cốc của máy lọc nước nó sẽ là cốc trong hoặc là cốc hơi xanh xanh hoặc hơi tím tím một chút. Đấy, cái mục đích của nhà sản xuất làm như vậy bởi vì để chúng ta có thể nhìn xuyên qua vào trong được đúng không ạ? Vì lõi đầu tiên là nước nó sẽ qua cái lõi này đầu tiên. Đấy, thì chúng ta nhìn xuyên vào trong được để xem là cái lõi đây nó còn sạch không. Đấy. Bình thường là lõi mới thì nó trắng đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây là nó đã màu đen rồi này. Đấy, thì cái này khả năng tắc lõi rất là cao. Không biết là anh đã lắp thay lõi này từ bao giờ rồi. Thì lát nữa mình sẽ tháo ra cho các bạn kiểm tra xem nhé. Và lõi 2, lõi 3 nữa, đặc biệt là lõi 1 này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái lõi này trước. Sau đó là mình sẽ kiểm tra cái áp lực của bơm để lên màng. Kiểm tra áp lực bơm để lên màng xong rồi thì mình sẽ kiểm tra cái màng này nhé. Đó, thì mình vừa mới tháo cái cốc ra đây. Tháo cốc ra đây thì mình sẽ kiểm tra từng lõi một nhé. Đấy, lõi này rất là bẩn này, các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ bẩn luôn. Đó, nó như kiểu là có một mảng bám ấy. Đây lõi số 1 này, như này thì chắc chắn là phải thay lõi rồi. Dù có như thế nào, có tắc màng hay là hỏng bơm, hỏng nguồn hay chăng nữa thì mình vẫn phải thay cái lõi này nhá. Còn cái lõi này ấy, nhìn nó trắng như vậy, tuy nhiên là nó là dạng hạt than hoạt tính ở bên trong ấy. Ở ngoài nó chỉ là vỏ nhựa thôi, chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà mình nghĩ ở trong rất là bẩn được. Đó. Tiếp theo là lõi số 3 này. Lõi số 3 này thì bởi vì nó qua hai lõi này rồi nên nó khá là sạch, nhìn khá là sạch. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy cái lớp ở trên này đúng không ạ? Đây này, cái lớp nhờn này, đấy cũng rất là bẩn. Thì cái lõi số 1 này ấy, bình thường nếu mà chạy nguồn nước máy ấy, thì sẽ là khoảng 3 tháng là mình phải thay nhá. Còn lõi số 2, số 3 này là khoảng 4 đến 6 tháng là phải thay. Đấy. Thì không biết là anh khách này anh đã thay từ bao giờ rồi thì lát nữa mình sẽ hỏi lại. Tuy nhiên là cái lõi như thế này thì mình bắt buộc là phải sai thay rồi này. Đó. Thì nếu mà các bạn ở nhà các bạn tự kiểm tra mà chưa có cái lõi này để thay ấy, chúng ta muốn biết được loại trừ khả năng là do lõi hay là do bơm hay là do màng thì cũng rất là đơn giản thôi, thì các bạn có thể là bỏ ba cái lõi này ra, có nghĩa là tạm thời bỏ ba lõi này ra, không dùng lõi nữa. Đây nhá, thì chúng ta sẽ bỏ cái lõi này ra này.
Đấy. Đó, thì sau khi chúng ta đã bỏ ba cái lõi ra rồi, chúng ta sẽ để nguyên cốc như thế này nhá, để nguyên như này, không cho lõi vào trong nữa. Bởi vì cơ bản là chúng ta chưa có, chúng ta kiểm tra tại nhà đúng không ạ? Lắp lại vào cái máy này. Đấy, tại sao tôi lại hướng dẫn như vậy? Bởi vì là những cái lõi lọc thô này cơ bản là nó sẽ bổ trợ cho cái màng lọc RO. Đấy. Cái màng lọc RO là cái trái tim, cái quan trọng nhất trong máy lọc nước, nó là trái tim của cái máy lọc này. Đấy. Không có ba cái lõi này thì nước qua cái màng lọc nó vẫn lọc sạch, nó vẫn ra nước sạch. Tuy nhiên là nó sẽ nhanh bị tắc đúng không ạ? Mà cái giá trị của cái màng lọc thì nó đắt hơn rất là nhiều so với ba cái lõi này. Cho nên là chúng ta phải có những cái lõi lọc thô này để bổ trợ cho cái lõi đó. Thì bây giờ mình đang nghi là tắc ba cái lõi đó đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lắp lại nguyên và không cho lõi vào nữa. Tất nhiên là chúng ta chỉ test một lúc thôi, chúng ta sẽ để chạy một lúc thôi xem là nước ra có không qua ba cái lõi này thì nước ra có đều không. Đấy, nếu mà nước ra nó đủ, nó đạt rồi ấy, thì có nghĩa là ba cái lõi này nó bị tắc thì chúng ta phải thay đúng không ạ? Đấy là cái loại trừ đơn giản nhất. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp lại ba cái cốc này nhé. Đấy, thì mình đã lắp lại ba cái cốc này rồi. Thì khi lắp lại ba cái cốc này thì chúng ta kiểm tra cái gì tiếp theo? Đấy là chúng ta sẽ kiểm tra đến áp lực của bơm và nguồn. Kiểm tra nguồn xem có đủ điện không này, áp lực của bơm có đủ không này. Đấy. Thì chúng ta không có đồng hồ thì tôi sẽ hướng dẫn một cách rất là đơn giản thôi. Bình thường ấy, áp lực nó qua nước nó qua ba cái lõi này và sau đó đến bơm và đẩy lên màng. Đó. Thì đẩy lên màng, áp lực chỗ màng này sẽ khoảng 4 kg trên cm vuông. Tuy nhiên là ta không có đồng hồ đo áp lực đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng tay thôi. Kiểm tra bằng cách nào? Chúng ta sẽ vặn con ốc này ra, đó, và bịt tay vào đây. Nếu mà chúng ta giữ khoảng 1 đến 2 phút mà tay không giữ được, đấy, cầm và giữ như thế này, không giữ được, nước nó đẩy ngón tay ra, thì có nghĩa là áp lực của bơm đẩy lên mạnh, ok, bơm nguồn không vấn đề gì. Còn nếu chúng ta giữ 2-3 phút đến 5 phút mà vẫn thấy áp lực nó rất là bình thường, giữ rất là dễ dàng thôi, thì chắc chắn là bơm và nguồn này có vấn đề rồi, và khả năng rất là cao là bơm có vấn đề nhiều hơn nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm điện để test thử nào, để vẫn chặt lại nào. Ok, cắm điện. Đó, cắm điện thì máy đã chạy rồi nhá. Rồi, thì lúc nãy mình đã mồi đầy ba cốc này để cho nhanh này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử tháo cái chỗ này ra xem nào. Các bạn tháo, các bạn lưu ý là chỗ này nước nó phụt ra rất là mạnh nhá, vì áp lực nó mạnh mà. Đây thì cẩn thận sẽ là ướt hết. Đấy, như thế này thì khả năng là không vấn đề gì rồi. Ui, rất là mạnh này. Đây, chúng ta sẽ cầm giữ như này nhá. Giữ như vậy thôi chứ cũng không cần thiết là phải cầm giữ bằng cái ngón tay cái, vì ngón tay cái rất là khỏe. Đấy, áp lực nó cực kỳ là mạnh luôn. Thì như thế này thì mình có thể khẳng định là bơm này, nguồn này không vấn đề gì. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp lại nhé. Rồi thì sau khi chúng ta đã kiểm tra cái áp lực từ bơm đẩy lên rồi, không vấn đề gì rồi, bơm đẩy rất là mạnh, thì bây giờ chúng ta đi kiểm tra đến màng. Kiểm tra màng thì không nhất thiết chúng ta phải tháo cái màng này ra đúng không ạ, mà chúng ta chỉ cần kiểm tra cái đường nước sạch nó ra thôi. Bình thường nước sạch nó ra nó sẽ chảy thành một dòng dài khoảng 3 đến 4 cm, chảy liên tục. Đấy. Đây chúng ta sẽ kiểm tra, đây là đường nước sạch ra này, qua cái van áp cao, đây là đường nước thải nó ra nhá, có hai đường thôi. Thì đây là đường nước sạch ra, các bạn chú ý là đường nước sạch ra sẽ qua cái van áp cao này, cái van màu đen này. Đấy, thì nó sẽ cắm lên một cái lõi khoáng, các bạn kể là lõi 7, 8, 9, 10 lõi đi chăng nữa thì nó đều cắm lên cái lõi số 5 nhé. Các bạn tháo đây ra, bình thường nó sẽ chảy dài khoảng 3-4 cm liên tục. Đó. Đây. Ok, đấy, lũ chảy như này thì rất là to rồi này. Như này chắc chắn sẽ đạt được 10 lít trên 1 giờ nhé. Đấy, và khi chúng ta kiểm thấy nó chảy như thế này rồi, chúng ta sẽ kiểm tra xem là máy có ngắt được không. Thì kiểm tra bằng cách nào? Thì chúng ta chỉ cần bịt lại cái đường dây này thôi, đúng không ạ? Thì là nó sẽ tạo áp lực lên cái van áp cao kia và là nó sẽ ngắt máy. Đây, bịt lại này. Đó, máy đã ngừng lại rồi. Bỏ ra máy chạy này. Đấy, bịt lại như này có nghĩa là như kiểu là cái bình áp nó đầy ấy. Đấy, thì nó sẽ ngắt đúng không ạ? Đây. Đấy, như thế này thì mình khẳng định là cái máy này là đã ok rồi. Đấy, có nghĩa là cái máy này, xin lỗi, là cái máy này nó chỉ bị tắc lõi 1, 2, 3 thôi. Nên mình kiểm tra nhiều máy thì mình thấy là cái lỗi mà máy chạy suốt không ngắt thường nó chỉ có tắc lõi 1, 2, 3 và tắc màng thôi. Tất nhiên là nó cũng có thể là lỗi bơm, lỗi nguồn, lỗi van điện từ. Tuy nhiên là cái đấy khả năng đấy nó ít, và trừ trường hợp là máy dùng rất là lâu rồi thì nó mới bị hỏng bơm, hỏng nguồn hoặc là hỏng van điện từ. Cái máy này thì mình thấy là cũng khá là lâu rồi, tuy nhiên là mình nhìn thì mình thấy cái bơm nó rất là mới, khả năng cao là họ đã thay bơm rồi. Cái này chỉ còn loại trừ thì chỉ còn cái khả năng là lõi tắc lõi 1, 2, 3 và màng thôi. Thì đây mình kiểm tra thì mình thấy là nó đang tắc lõi 1, 2, 3 nhé. Thì cái này mình chỉ cần thay lõi thôi. Đó. Thì trên đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách kiểm tra và những xử lý những cái lỗi đơn giản, và cái lỗi này thật ra là rất là hay gặp ở cái máy lọc nước.
Rất nhiều người hỏi mình là máy chạy mãi không ngắt thì là nó bị tại sao. Đấy. Hôm nay mình đã giới thiệu nhé các bạn nhé, để các bạn chú ý kiểm tra. Chúc các bạn thành công nhé. Và có vấn đề gì nếu mà chưa hiểu thì có thể là gọi điện theo cái số điện thoại của mình hoặc là trên fanpage Facebook của mình nhé. Hoặc là các bạn có thể comment ngay bên dưới cái video này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt.